Hallelujah, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì thế hệ trẻ của chúng con, một thế hệ mà Chúa ngài đã lựa chọn để trở thành những tiên tri cho ngài. Chúa ơi, một thế hệ mà Chúa lựa chọn để trở thành những thầy tế lễ cho ngài. Chúa ơi, ngài một thế hệ đã lựa chọn để Chúa dùng các em để làm thế hệ lãnh đạo, một thế hệ chiếm xứ cho Chúa. Phải trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện chúc phước cho tất cả các em nhỏ tại nơi đây chúa ơi để lòng sốt sắng lòng mà chúa ơi hết sức hết trí mà kính mến chúa luôn luôn được à, được đổ đầy ở trên đời sống của các em để chúa ơi không một phút nào mà các em quên đi sự hiện diện của chúa ở trên đời sống của mình để rồi chúa ơi lòng thương xót và sự nhân từ của ngài theo đuổi các em phước hạnh và sự thương xót của ngài chúa ơi sẽ theo đuổi cuộc đời của các em con công bố rằng chúa ơi chính các em có mặt ở tại trong căn phòng zoom này sẽ được chúa ngài sử dụng được chúa ngày mai dỗ để chúa ngài nói rằng ngài đặt các em ở hàng đầu chứ không phải ở hàng đuôi, đặt ở nơi cao chứ không phải ở nơi thấp. con cầu sự bình an đến ở trên các em và con cầu sự bình an không chỉ đến trên các em thôi nhưng mà trên gia đình của các em nữa. trong danh chúa Giêsu Christ xin sử dụng các em là những hạt giống để đem lại sự phấn hưng cho chính gia đình của mình, cho chính cộng đồng của mình sinh sống và cho tất cả những người xung quanh của mình cùng được biết đến danh của ngài nữa. con cảm tạ chúa, Và chúa con cầu nguyện để ngay Thì giờ này, chúa ơi uh, trong danh chúa Giêsu Christ ta ngăn cấm tất tất cả những sự cắn nuốt từ thế, ma quỷ trong danh Chúa Giêsu Christ mày phải buông bàn tay mày ra khỏi thế hệ uh, con trẻ này vì Chúa nói rằng bầy chiên này là thuộc về Ngài và không một kẻ nào có quyền cướp lấy chúng nó khỏi tay Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ huyết của Chúa bao phủ trên thế hệ trẻ của chúng con và Chúa huyết của Ngài gìn giữ chúng con để chúng con ở trong sự tể trị của Chúa ở trong sự bình an của Ngài và chúng con uh, càng ngày chơi khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta nữa chúng con cảm cảm tạ ngài một lần nữa con dâng sự vinh hiển thuộc về Jehovah Đức Chúa trời của chúng con xin cho chúng con ham thích và trung tính với Chúa mỗi ngày mỗi ngày ở trong khung giờ từ 7 giờ cho đến bảy giờ bốn này con cảm tạ ngài vì sự vinh hiển thuộc về Cha và con hiệp ý trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen